Xin chào các bạn, hôm nay thì mình về thêm được mấy kiện hàng nữa nhưng mà không có nồi cơm đấy các bạn. Thì đây thì mình sẽ up lên kênh cho các bạn xem mình phù hợp với mẫu nào thì các bạn liên hệ ủng hộ mình nhé. Thì đây là mình có về hai cái song gốm này các bạn. Đấy, cả hai cái đều là hàng mới chưa sử dụng nhé các bạn. Thì cái song gốm này là của cái dòng dòng Tiger đời mới, dòng JPL đấy các bạn. Đấy, thì bạn nào đang sử dụng JPL mà song bị bẻ, bị hư hoặc bị mất đấy thì các bạn liên hệ mình. Cái son này của JPL đấy. Còn cái này là của JPG nhé các bạn. Đây, cái này là JPG, cái này là còn đầy đủ hết luôn nhé các bạn. Đấy, cái này là còn cái nắp luôn này, nắp gốm luôn này, rất là nặng luôn. Để mình đưa cho các bạn xem. Đây, cái nắp gốm này, nắp này mình đậy vào đây này các bạn. Còn trong lòng cả hai cái đều là hàng mới chưa sử dụng luôn nhé các bạn. Đấy, còn cái này nó có thêm cái đĩa nữa các bạn, cái đĩa sứ nữa này, đĩa gốm nữa này, để mình đặt lên, mình bê lên đấy các bạn. Đấy, thì tất nhiên cái này giá nó cũng không 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 rẻ đâu các bạn, tại vì cái này nếu tức là mình săn được cái này thì về Việt Nam, riêng cái này không về Việt Nam nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu 7 nhé các bạn. Cái bộ này 2 triệu 7, cái này là 2 triệu 1 đấy các bạn. Đấy, thì mình bán tức là một cái thì mình chỉ lấy hai cho thêm 200 nghìn thôi, tại vì cái này thì gần như không phải bảo hành gì, thì mình chỉ ăn cái chênh lệch là 200 nghìn thôi, tại vì không phải bảo hành gì nên mình lấy 200 nghìn, tức là cái này mình để là 2 triệu 9 đấy các bạn. Còn cái này là 2 triệu 3 nhé các bạn. Này 29 là khoảng 2 triệu, đúng rồi 2 triệu 3 nhé. Đấy, thì bạn nào mua thì liên hệ của mình. Rồi tiếp tục là những cái này là cái đồ đựng thức ăn này các bạn. Đấy, mình đựng thịt rồi đựng canh rồi này kia đấy. Hôm nay có một khách đến, tức là hôm qua hôm kia mình về cái đồ hũ cơm ấy, khách chia sẻ góp ý mình ấy các bạn, thì những cái sản phẩm này ấy, thì Trung tức là hàng Trung Quốc nó nhái được, thì mỗi lần mà khách hàng mà mua cái sản phẩm này ấy, thì nên gửi link cho khách hàng xem để khách hàng biết cái tin tưởng cái mức độ chân thật. Tại vì như nồi này thì Trung Quốc gần như là không 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 sản xuất được, giả sử có sản xuất thì có lẽ cũng không về Việt Nam được đấy, nhưng mà những cái này thì Trung Quốc nó sản xuất dễ thâm nhập, rất dễ thâm nhập vào thị trường Việt Nam, thậm chí là Việt Nam mình sản xuất xong rồi mình dập tem dập chữ của này lên luôn. Thì khách hàng chia sẻ là những cái sản phẩm mà liên quan trực tiếp đến vào miệng như này ấy, thì mình nên gửi link cho khách. Đấy, thì bạn nào mà ưng cái mẫu này hoặc là ưng tất cả mẫu này ấy, thì mình sẽ gửi link cho các bạn xem nhé các bạn. Đấy, đây, cái này là cái hũ đựng 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 canh đựng thịt rồi đựng súp gì đấy các bạn. Đấy, trong này thì mình ghi thấy nó ghi vậy này, đựng súp đựng thịt này, nó ghi nãy mình vào Google dịch ấy, thì cái này nó đây nó bảo bảo vệ nhiệt độ trên, tức là nhiệt độ 67 độ, từ 95 xuống 67 độ C trong vòng 9 tiếng nhé các bạn. Đấy, đây là các bạn này. Đây 67 độ C này. Đấy, 67 độ C. Rồi là trong vòng 9 tiếng nhé các bạn. Đấy, cái này là mới nguyên thùng nhé, chưa sử dụng. Nó có cái nắp này thì thực tế nói thật với các bạn là mình cũng chưa sử dụng đâu. Mình cũng chưa biết cách sử dụng đâu. Đấy, cái này là chắc có lẽ là bỏ gia vị, ví dụ như muối mắm này, để mình nêm cho nó vừa đấy các bạn. Còn cái này là mình bỏ bỏ cái này là mình bỏ súp đây, cái nào bằng trong này bằng inox nhé các bạn. Đấy, hàng mới mà chưa sử dụng luôn. Thì thực tế cái ở của Trung Quốc ấy, nay chú thì nói mình cái Trung Quốc nó rơi tầm khoảng trăm mấy thôi, 140, 150 thôi. Nhưng mà cái này thì mình nói thật với các bạn là để các bạn lấy mình sẽ gửi link cho. Cái này nó rơi tầm ở bên Nhật nó rơi tầm 400 đấy các bạn. Tức là ở bên lấy về Nhật không ấy, khoảng 400, hơn 400 các bạn. 2003 thì rơi tầm khoảng 500 ấy là bên Nhật về không. Nhưng mà cái hộp này nhẹ thì về đây đó khoảng 1 cân, gần 1 cân thôi. Thì nó khoảng 650 700 đó là về đây ấy. Thì bù lại thì không phải bảo hành gì, thì mình cứ lấy một cái này là 100 nghìn thôi các bạn. Đấy, là thành cái này là thành 800 nhá. Thì các bạn lấy thì mình sẽ gửi link cho các bạn xem. Rồi tiếp tục cái này nữa. Cái này là cái hộp đựng cơm nhé các bạn. Đấy, hộp đựng cơm. Cái này cũng là hàng mới luôn nhé các bạn. Nó có một là đựng cơm này, đựng đồ ăn này, đựng canh này. Còn cái này là đựng cơm này. Đấy, đây, mình bỏ cơm ở trong này nhé các bạn. Đấy, cái này nó sẽ giữ nhiệt cho các bạn. Rồi, nó có một đôi đũa nữa các bạn. Đây, đôi đũa này. Thì cái nhựa Nhật này các bạn yên tâm nhé. Đấy, cái nhựa Nhật này các bạn yên tâm, sản xuất ở Nhật. Thị trường Nhật cái này hình như là
sản xuất tại Thái Lan nhé các bạn, nhưng mà dành cho thị trường nội địa Nhật. Đấy, nên để vào thị trường nội địa Nhật rất là khắt khe nhé các bạn. Rồi tí mình bỏ vào sau. Đây là nguyên bộ của nó. Rồi tiếp tục thì đây là cái máy xay cà phê, pha cà phê nhé các bạn. Đấy. Thì hôm trước là có một anh khách ở gần chỗ mình, anh ấy lại lấy. Thì còn nay là về thêm một cái nữa, thì cũng y như cái hôm vừa rồi luôn các bạn. Thì tiện đây mình cái hôm trước thì mình cũng đã pha thử luôn. Thì cái này thì mình chưa pha thử vì hai cái nó như nhau mà. Cái này thì tiền mình mua cái này ở bên đấy các bạn, nó còn thua cả cái này luôn các bạn này. Nó chỉ ngang hàng cái này thôi, nhưng mà bù lại cái tiền vận chuyển về nó nặng thôi. Người ta cái này ở bên kia nó mình mua về, cái này mình không nhớ chính xác nhưng mà nó quanh quẩn chắc khoảng 500.000 thôi. Đấy, nó có cái cà rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn các bạn, rất là lạ mắt luôn. Đấy, cái này để mình đựng cà phê này. Mình bỏ cà phê vào đây. Đấy, bỏ cà phê vào đây. Đấy, mình hướng dẫn qua cho các bạn luôn nhé. Đây, mình lấy cái này ra, có cái cốc đông trong này các bạn này. Đấy, có cái cốc đông trong này. Thì cái trong này là mình không bỏ, mình bỏ nước sôi trong này nhé các bạn. Bỏ nước sôi trong này để nó ghi nước nóng này. Nó sẽ tự đun sôi, các bạn bỏ nước lạnh vào đây nó sẽ tự đun sôi để nó làm nóng cả làm chín cà phê cho các bạn. Rồi cà phê thì các bạn bỏ vào đây. Cà phê thì đây. Cà phê các bạn bỏ đây. Đấy, cà phê các bạn bỏ đây nhé. Rồi nước các bạn bỏ đây. Rồi các bạn bật nguồn như này. Đấy. Đấy, rồi cứ bật một cái là lên, bật hai cái là tắt, là nó tự đun sôi rồi nó pha nó nhỏ cà phê xuống đây cho các bạn nhé. Thì cũng rất là đơn giản, tại hôm trước là mình cũng lấy thử hai cái rồi nhà mình cũng dùng một cái. Đấy. Rồi cái này là rất là lỏng nhé các bạn, nó không có chốt gì đâu, mình để kiểu như để trang trí vậy thôi. Đấy. Rồi thì cái này là mình bán cái này là 1,4 triệu nhé các bạn, cái này là 1,4 triệu nhé. Đấy, thì tất cả những sản phẩm đây mình có nói giá rồi. Có hai cái này thì nó bạn phải dùng đúng cái nồi mới được nhé các bạn, còn các bạn không dùng đúng nồi là nó bị xì đấy. Thì mình nói nhắc lại cái nồi này là các bạn là của Tiger JBL, để mình cho các bạn xem cái dòng JBL là cái dòng này này, để các bạn chọn mua thì các bạn chọn đúng chứ không nó nhầm lẫn nữa. Đây này các bạn. Đây, Tiger JBL là cái này nhé các bạn. Đấy, là cái này này. Còn cái mà nguyên bộ này thì là JPG nhé các bạn. Đấy, JPG là cái dòng này đấy các bạn này. Đấy, là cái dòng này đấy nhá. Đấy, cái này thì còn đầy đủ nắp đây, còn đầy đủ hết nhá. Đấy, rồi thì qua đây những món hàng này thì bạn nào có nhu cầu mua món nào thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.